Audio Ninh Bình kính chào quý vị anh chị em yêu âm thanh trên toàn quốc. Tiếp tục trở lại clip ngày hôm nay ở Audio Ninh Bình tiếp tục làm một clip để phục vụ cho quý vị anh chị với những các thiết bị nhỏ lẻ, thiết bị rời để phục vụ cho những quý vị anh chị chúng ta có nhu cầu mua bổ sung, mua để sơ cua hoặc các bác bị chết côn chép, hoặc là có những bác thiếu cái bát, hoặc có những bác thích chơi những các cái củ chép kèn rời. Đấy. Thì chúng ta hãy liên hệ với Tị Ninh Bình. Đây là một trong những các cái thiết bị rời rất là cần thiết khi các bác chơi những các cái sản phẩm, các cái đồ xịn của Mỹ. Đôi khi có những lúc chúng ta đang chơi mà lỡ không may rủi ro bị chết một cái côn chép. Đấy. Thì sẽ rất là mất vui khi chúng ta đang ở cái mức ngẫu hứng cao độ. Tuy nhiên, Tị Ninh Bình sẽ phục vụ các bác những các cái mã đời khác nhau để các bác nào có nhu cầu chúng ta mua sơ cua. Tức là chúng ta chơi loa Mỹ, chúng ta xem mình đang chơi cặp loa có những các cái mã đời nó chạy củ chép gì. Đấy, thì chúng ta sẽ mua về để sơ cua ở nhà để bất cứ khi nào lỡ rủi ro đang chơi, đang vui, đang cao trào mà nó bị chết chép thì chúng ta có thể tháo ra tự thay được mà không cần đến sự can thiệp của thợ. Thì ở đây chúng ta thấy là Tị Ninh Bình có những các cái mã chép củ to, củ nhỏ và những các cái củ bát để phục vụ cho các bác nhé. Trước tiên thì chúng ta xem là một trong những các cái mã đời. Ở đây Tị Ninh Bình có những các cái mã đời, đó là chép 2417, 2418. Đấy. Và 2408. Những các cái mã 2418H đấy, thường nó hay lắp cho những các cái cặp loa, ví dụ như MG922 này, hoặc là MG925 này, hoặc MG83935 này, hoặc là 838 này, hoặc là 938 này. Tóm lại cái mã của 2418 này nó chạy rất cho nhiều đời các bác nhé, rất cho nhiều đời. Và tình trạng và tuyển đề thì rất là đẹp. Còn đây là những cái mã của 2417H. 2417H thì nó hay chạy cho những cái cặp loa, ví dụ như là 4735A đấy, hoặc 4738A. Đấy. Là 24 mã 2417. Đấy. 2417 này. Cặp 2417 này thì nó cũng là côn 4.4 các bác nhá, cũng là côn 4.4. Và 2418 thì cũng là côn 4.4. Và kia là những các cái côn thì Tị Ninh Bình sẽ bóc ra một vài cái để chúng ta cùng xem đánh giá về chất lượng, về cái độ đẹp. Và những cái cặp như này thì được bao zin hoàn toàn cho các bác. Zin và xịn và đẹp để các bác, ví dụ như các bác nào đang chơi thì chúng ta ngại tháo thì chúng ta có thể mua cả cái cặp này. Đấy. Cả cặp cũ này về xong bắt đầu là chúng ta có thể xoay cái củ của gia đình chúng ta ra và chúng ta có thể lắp xoay cái củ này vào là được, xong zin dây đó. À, 2418 này, 2418H. Những cái hàng này thì nó được sản xuất tại Mỹ. Đấy. Đấy. Các bác xem này, rất là mới mà rất là đẹp nhá. Đấy. Củ này thì hơi bị cái này mình nó bám cái nhựa gì ấy. Cạo cạo cái nó đi. Sáng bóng này. Từ bên dưới này. Và đây là mặt bên trên. Đấy. 2418H. Đấy. Và bên đây. Ở những cái cặp 2418H này thì Ninh Bình sẽ bán là 7 triệu rưỡi một cặp. Đấy. 7 triệu rưỡi một cặp 2418H này, nguyên một cặp củ như này. Thì bác nào mà chết thì chúng ta có thể mua cái củ này về chúng ta lắp lại, lắp vào cũng được. Và bác nào mua côn thì Tị Ninh Bình cũng có côn nha, có côn đang để cái chia chứ không có Tị Ninh Bình sẽ bóc. Đấy, những cái cặp 2418H này thì Tị Ninh Bình đang có tổng như vậy là
1 2 3 4 cặp. Đấy. 4 cặp 2418H và 1 cặp 2417H. Đấy. Đấy. Đây là 2418 này, đấy là 4 củ. Thì giá hiện tại của 2418H thì Ninh Bình sẽ bán là 7 triệu rưỡi một cặp. Đấy. Các bác mua về các bác có thể xoay vào và tự lắp. Còn đây là những cái côn. Đây là những cái côn của 2418H, là côn này là côn mới luôn, chưa sử dụng nha, côn chính hãng. Chưa sử dụng các bác nhé. Nguyên hộp và nguyên các cái tờ hướng dẫn của nhà máy này. Đem đây. Đây là những chiếc côn mới tinh, chưa sử dụng. Đấy. Mỗi một cái côn là một cái hộp như này. Và đây nó là đồ xịn nha các bác nhé. Nếu bác nào mà không mua cũ thì chúng ta có thể mua những chiếc côn như này. Đấy. Đồ xịn đây. Hãy tháo như này thôi để các bác có thể xem được rồi. Đấy. Ở những chiếc côn này là mới tinh, chưa sử dụng thì chắc chắn là cái độ bền bỉ của nó sẽ khác với những chiếc bãi. Đấy. Thì những cái giá mới tinh nguyên hộp như này thì tiền mình bán là 3 triệu một cái các bác nhé. 3 triệu một cái. Đấy. Chắc cũng không có nhiều, còn vài cái thôi. Có vài cái thôi, đây nữa này. D8R2418. Đấy. Nguyên hộp các bác nhá. Đấy. Và những chiếc em còn 4 cái côn. Các bác nào có ngân sách chúng ta mua dự trữ và đang dùng những cái cặp loa mà nó chạy cái đời này thì chúng ta có thể, còn đây là cái côn 100. Côn 100 thì dùng cho những các cái củ chép, côn này nó lắp được cho những các cái củ chép côn 100. Ví dụ các bác nào đang chơi 4733A hoặc 33X này, hoặc là 25 4732A, 32X, 33A, 33X này. Đấy. Là chúng ta lắp được những các cái côn như này là côn 100 nha. Nói chung nó lắp cho những các cái củ đời đồ côn 100. Đấy. Đây, bóc để các bác xem. Đấy. Đây là một cái mới tinh. Mới tinh của hãng. Đấy. Giá những chiếc như này thì Ninh Bình bán 3 triệu rưỡi một cái các bác nhé. 3 triệu rưỡi một cái. Đó. Và sang bên đây thì Ninh Bình có những các cái củ chép của 2418 này. Em xin lỗi là 2408H. Đây cũng là hàng mới tinh. 2408H. Đây. Hàng mới tinh. Đấy. Tức là côn này chưa qua sử dụng các bác nhá. Chưa qua sử dụng, nó là 2408H-1. Những bác nào mà đang chơi những các cái cặp, ví dụ như là MZX512 đấy, hoặc là 515 hoặc 525 thì nó hay là nó chạy cái củ chép đời này, thì mình đang có số lượng đây là 4 cái, tất cả đều là hàng chưa sử dụng đấy. Thì mở một cái mẫu để cho các bác xem, để các bác có thể cảm nhận được cái mẫu, để khi chúng ta chơi cái loa gì thì chúng ta biết được cái mẫu của nó, để chúng ta so sánh cái mẫu để chúng ta dễ mua. Thì những cái như này thì nó là hàng mới chưa sử dụng, thì Ninh Bình đang bán là 4 triệu một cặp. 4 triệu một cặp các bác nhá. Còn sang bên đây thì những cái củ chép to. Những củ chép to từ 220 cô 100. Đấy. Từ 220 cô 100 thì hiện tại thì Ninh Bình đang có 2446H này, 2446G này, 2447G này, 2445G này. Đấy. 2445G này, 2446G này, 2446H này, 2447G này,
Đấy. Thì tình trạng của những cái cặp như này thì nó rất là đẹp rồi. Đấy. Rất là đẹp. Đấy, những cái lớp sơn cát sơn nhám của nó này. Đấy, những cái củ này là nó nặng khoảng tầm 15 kg cho một củ các bác nhá. 15 kg cho một củ này. Đấy. Củ từ là 220, côn là 100. Thì 2446G, 2446H gì cũng đều là củ từ 220 côn 100 và 2447G cũng đều là củ từ 220 côn 100. Thì những cái cặp củ này đó là bao zin bao xịn cho các bác và đẹp. Đấy, chất bãi thì như này nó là quá đẹp rồi. Đấy. Đấy. Chất bãi như này thì nó quá đẹp rồi. Này thì mình có mở ra để kiểm tra, mình chưa đóng cái ốc này. Cái này đóng rồi. Thì giá của những cặp cũ như này là hiện tại thì mình đang bán là 13 triệu 500 một cặp. 13 triệu 500 một cặp các bác nhé. Đây là giá tốt nhất trong thời điểm này thôi. Đấy, thời điểm trước của nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Nhưng thời điểm này thì mình về được cái giá tốt hơn. 13 triệu 500 một cặp. Bán thời là 2446H hoặc 2446G. Các bác nào thích chơi 8 ôm thì lấy đời H, mà chơi 16 ôm thì lấy đời G. Đấy. Số lượng của tỷ đang có 1 2 3 4 1 2 3 4, ui chắc một củ đang để bên ngoài, em còn nhiều lắm nhưng mà em đang để bên ngoài, để một vài cái đây để các bác để làm mẫu để các bác xem thôi. 13 triệu một cặp củ như này. Còn đây là những chiếc họng để nó lắp cho những các cái củ như này các bác nhé. Đấy. Đây. Đây là những cái họng nó lắp cho củ như này. Đấy, thí dụ như bác nào mà đã có cái họng rồi, chúng ta muốn mua cái củ không, về để chúng ta lắp cái họng của nhà mình thì nó là 13 triệu 500 nghìn một cặp củ. Và nếu bác nào mua họng này thì Ninh Bình sẽ bán cho các bác là 2 triệu rưỡi một cặp họng này. Cái họng của nó đây. Họng còn nhiều lắm nhưng mà tại vì cái không gian của tị Ninh Bình nó ở bên trong ngày hôm nay, các bác thấy rằng nó đã rất là chật rồi. Đấy. Nên tị Ninh Bình sẽ không mang hết vào để bước được ngoài và chỉ để một vài cái ở đây để các bác nhìn cái khuôn mẫu của nó thôi. Để bốn cái đây để nhìn khuôn mẫu cổ dài đây. Đấy. Đấy. Cặp họng này là 2,5 triệu một cặp. Đấy. Và bên đây thì Ninh Bình có cặp củ là 2447G. Đấy. 2447G thì cặp này nó là 16 ôm các bác nhá. 2447G. Đấy. Cũng tất cả đều là hàng bãi về với tỉnh Ninh Bình hết này. Đẹp lắm từ những các cái tem. Các bác nào mua cái nào thì tỉnh Ninh Bình các bác chọn cái nào thì tỉnh Ninh Bình sẽ chụp chi tiết và quay video để các bác xem cho nó kỹ, chứ còn xem trong video dài này thì cũng không xem được kỹ. Bây giờ quay chi tiết từng cái một thì cái video nó rất là dài. Đấy, nhưng mà nhìn như này là các bác biết rồi, toàn bộ hàng đẹp hết rồi. Cơ bản là khi chúng ta các bác có nhu cầu thì Ninh Bình sẽ có cái hình ảnh chi tiết để các bác được xem chi tiết hơn. Bên đây thì Ninh Bình có những cái cặp bát 40 của từ 220 côn 100. Cái đời của bát này nó là đời 2226HPL. Đấy. Chế độ là 8 ôm USA. Đấy. Quên chưa cắt dây, để thì Ninh Bình cắt dây để tháo ra để các bác xem trải nghiệm về cái độ đẹp. Đây cái mảng của nó. Mảng con hành trình buốt mã số này. Đấy. Ê.
Rồi. Đẹp tuyệt. Đẹp tuyệt luôn các bác ạ. Đấy. Những chiếc bát đẹp. Tuyệt đối luôn. Ở bốn quả đẹp, rất là đẹp. Tuy nhiên thì quay trong cái ánh điện và ánh sáng này, có thể chúng ta nhìn thấy nó sẽ không được đều trong video đâu. Mà quan trọng nhất là nhìn bên ngoài là tỷ Ninh Bình nói đẹp và đẹp. Đấy, đây còn đang bụi này. Bụi nó bám này. Đấy. Đấy. Cả bốn cái nhá. Đấy. Rất là đẹp. Đây là cụ từ 220 của 100. Mã màng của nó đây. Đấy. Đây. Cái gân này là gân gân vải tẩm dầu nên cái gân này nó rất là bền các bác nhá. Gân này nó rất là bền. Gân này chúng ta dùng không bao giờ sợ đánh mà hỏng được nó. Đấy. Này mã nằm bên đây. Đấy, cái này thì mã nó lại nằm chỗ này. Đấy. Mỗi cái nó nằm mỗi góc các bác nhá, nó không nằm nhất định vào một chỗ đâu. Đấy. Đây. 2226 HPL. Tem đen. Này này mã đây. Các bạn cùng xem cái màng này. Đấy. Màng nó còn xanh tím ngắt thế này. Cái này là tỷ Ninh Bình còn chưa lau đấy nhá. Lau thì sạch nó còn đẹp hơn nữa. Đấy. Đây. Đấy. Này này, mã đây. Đấy. Tất cả bốn quả đều đẹp xuất sắc. Và bác nào có nhu cầu, chúng ta có những cái quạt loa hoặc là chúng ta mua về chế độ để chúng ta chơi. Đấy. Thì nhờ những cái loa bát đẹp đời cao cấp như này thì giá của cái những cặp đẹp xuất sắc như này thì bên tỷ Ninh Bình đang bán giá là 15 triệu một cặp các bác nhá. 15 triệu một cặp. Zin xịn 100% và đẹp xuất sắc. Đấy. Mọi nhu cầu về mua sắm những các thiết bị trong những video này thì nơi tin mình không quay chi tiết từng món một, nhưng mà đại khái chúng ta cũng nắm bắt được hiện tại trong cái video này nó có những cái món gì, mã đời gì. Đấy. Thì quý vị anh chị chúng ta có nhu cầu để mua sắm để chúng ta về chế độ hoặc là chúng ta mua sơ cua về để chúng ta chơi. Đấy. Sơ cua về để phòng khi chúng ta đang vui chơi ca hát nhé, không may nó bị hỏng hóc thiết bị thì chúng ta có cái để chúng ta bổ sung vào chúng ta chơi luôn. Thì chi tiết các bác hãy liên hệ với tỷ Ninh Bình bằng số điện thoại và Zalo đây để tỷ Ninh Bình sẽ chụp chi tiết những các cái thiết bị đó và gửi hình ảnh để các bác được xem chi tiết hơn. Còn trong video này thì chỉ mang tính chất quay sơ bộ về những các cái sản phẩm nó về, nó có mã này mã kia, chứ nếu quay chi tiết từng cái một tỉ mỉ từng cái một thì cái video nó phải lên cả tiếng cũng chưa xong, thành ra các bác xem nó mất rất là nhiều thời gian. Đấy, và bây giờ thì tỷ Ninh Bình dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.